Huỳnh Như nói điều bất ngờ tiết lộ vinh dự mà chưa cầu thủ nào của Việt Nam được nhận. Tối ngày 5 tháng 11, tiền đạo Huỳnh Như khiến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa với cú đúp bàn thắng đẳng cấp cùng với một pha kiến tạo giúp cho Lành FC có trận hòa 3-3 quý giá trước đối thủ mạnh Famalicão ở vòng 6 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Càng đặc biệt hơn khi mà đây là lần đầu tiên Huỳnh Như được xếp đá chính tại Lành FC. Sau 5 lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị, màn trình diễn vô cùng ấn tượng của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã giúp cô nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận một cách đầy xứng đáng. Ở trận đấu này, người hâm mộ Việt Nam không chỉ tự hào về thành tích tuyệt vời của Huỳnh Như mà còn cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến các đồng đội tại Lành FC ăn mừng phấn khích với chân sút quê trà Vinh. Sau mỗi lần Huỳnh Như lập công, tất cả các thành viên của đội bóng Bồ Đào Nha, kể cả cầu thủ dự bị thì cũng đã chạy vào sân chia vui, ôm chầm lấy cầu thủ Việt Nam. Và đây là điều đặc biệt và khác so với Pau FC trong lần đầu tiên Quang Hải đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Chia sẻ về điều này, hé lộ đây là một văn hóa đặc biệt của câu lạc bộ mà cô đang khoác áo. Đội bóng Lành FC là vậy, dù đang là cầu thủ dự bị thì họ vẫn vào sân để ăn mừng bàn thắng của đồng đội bên cạnh. Chúng tôi rất đoàn kết, Huỳnh Như đã chia sẻ. Ở Lành FC, Huỳnh Như là cầu thủ lớn tuổi nhất, nhưng điều đó không quan trọng, bởi đá thi đấu thì mọi cầu thủ đều như nhau, không phân biệt bất kỳ điều gì. Ngoài ra, Huỳnh Như còn tiết lộ một điều cực sốc về đồng đội của cô tại đội bóng, đặc biệt là quả penalty mà cô đã được trao ngay trong lần đầu tiên đá chính tại câu lạc bộ này. Ở lần đầu tiên xuất phát từ đội hình chính, Huỳnh Như đã ngay lập tức thực hiện một quả phạt đền 11m quan trọng. Đây thật sự là một tín hiệu rất mừng cho tiền đạo 30 tuổi. Nhưng cũng khiến cho người hâm mộ Việt Nam tò mò về nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Mới đây, đích thân Huỳnh Như đã lên tiếng về quả phạt đền dẫn tới bàn thắng đầu tiên. Cụ thể, cô chia sẻ, cô bạn người Phần Lan đã nhường cơ hội đá penalty cho tôi. Giữa cô ấy và tôi có một mối quan hệ thân thiết và cả hai thường xuyên cùng nhau đi ăn và trò chuyện. Người mà Huỳnh Như nhắc tới đó chính là Sune Laksonin, cầu thủ mang áo số 8, nữ tiền vệ người Phần Lan sinh năm 1996 và từng chơi bóng ở Tây Ban Nha trước khi chuyển tới Lành FC. Một đồng đội khác mà tiền đạo người Việt Nam hiểu khá rõ đó chính là Siva, người đã tạo đường kiến tạo thứ hai cho Huỳnh Như. Cô ấy mới chào mừng sinh nhật lần thứ 21, bạn ấy là người Bồ Đào Nha và tôi thấy cô ấy ngoặt bóng sang chân trái mà chân trái của bạn khá yếu nên đã băng vào trước một nhịp và tôi không ngờ lại đón được bóng. Cô cho biết, tuyển thủ Việt Nam thì còn có một pha solo qua hai cầu thủ của câu lạc bộ Famalicão để kiến tạo cho Malu gỡ hòa 3-3. Đó là một trận đấu nhiều cảm xúc giữa đội tập thể nữ Lành FC và cá nhân tiền đạo Huỳnh Như. Ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 5 tháng 11 theo giờ Hà Nội, cô gái trà Vinh có tên trong đội hình xuất phát lần đầu tiên. Vì huấn luyện viên trưởng muốn trao cho tôi cơ hội chứ không có cầu thủ nào cùng vị trí bị chấn thương cả. Trước đó chúng tôi đã được phân công nhiệm vụ trong các buổi tập để chuẩn bị tốt. Cô cho biết đội bóng sẽ có những phương án thi đấu và đội hình ra sân ngay từ trước để mọi người có sự chuẩn bị. Như vậy mà mọi người biết được là mình xếp đá chính, tiền đạo 31 tuổi có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý. Và nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, Huỳnh Như đã ngay lập tức tạo ra một cơn địa chấn tại giải đấu này. Và xin nhắc lại rằng đó là hai bàn thắng và một pha solo qua hai cầu thủ của đối thủ để kiến tạo cho Malu gỡ hòa 3-3. Đúng là không còn gì để diễn tả về màn trình diễn này. Mặc dù cho đối thủ là có ưu thế tuyệt đối về thể hình thể lực, nhưng trước Huỳnh Như, những thứ đó không khiến cho cô gặp trở ngại trong công việc tìm kiếm về cầu môn của đối bạn. Đến bây giờ, để nói về Huỳnh Như, ngay cả báo chí Bồ Đào Nha thì cũng chỉ biết thốt lên hai từ đẳng cấp. Những gì mà Huỳnh Như đã làm tại châu Âu và đặc biệt là cả kho tàng thành tích đồ sộ cùng với đội tuyển quốc gia của cô gái 30 tuổi này là rất rất khó để có một cầu thủ nào ở đội tuyển Việt Nam có thể phá vỡ. Thế nhưng ai biết được rằng cũng có lúc Huỳnh Như bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như sinh năm 1991 tại Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với thể thao và bóng đá. Bóng đá được cô chọn để làm người bạn đồng hành. Và khi mới lên lớp 5 và tham dự giải đấu dành cho các cầu thủ nam ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cô đã đoạt danh hiệu vua phá lưới. Giải đó thì cũng chỉ có Huỳnh Như là con gái, nhưng mà cô đã quen đấu với những người bạn khác giới ở những trận đấu vỉa hè gần nhà. Và như bao cầu thủ khác, Huỳnh Như không được tập luyện bài bản. Cô chỉ bắt đầu với câu lạc bộ Trà Vinh vào năm 16 tuổi. May mắn, Huỳnh Như được câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và để ý theo dõi sự nghiệp. Đi đâu cũng được, miễn là đi chơi bóng. Vừa có đam mê, năng khiếu lại sở hữu một sức bền tốt. Sự nghiệp của Huỳnh Như nhanh chóng thăng tiến. Vào năm 2011, Huỳnh Như lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển nữ quốc gia. Và đó là quãng thời gian đội tuyển nữ đang cần có chuyển giao thế hệ khi mà các chân sút gạo cội như là Bùi Tuyết Mai hay Đỗ Thị Ngọc Trâm đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Cú sốc đầu tiên của Huỳnh Như trong sự nghiệp có lẽ là khi bị huấn luyện viên Trần Văn Phát gạt khỏi đội hình tham dự giải Đông Nam Á 2012. Khi đó, Việt Nam vô địch ngay trên sân nhà Thống Nhất, nhưng mà Huỳnh Như, mọi thứ cứ như là sụp đổ trước mắt. Không nản chí, Huỳnh Như đã nỗ lực vực dậy và đạt danh hiệu vua phá lưới trong năm kế tiếp. Thế nhưng 2014, Huỳnh Như lại một lần nữa bị gạt khỏi danh sách 18 cầu thủ tham dự ASEAN ở Incheon vào phút cuối. Sau đó thì đội bóng dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Mai Đức Chung và bỏ cuộc không có trong tự điển của Huỳnh Như. Một năm sau, cô lại đoạt vua phá lưới rồi quả bóng đồng Việt Nam. Kể từ đó, Huỳnh Như luôn nằm trong top 3 cầu thủ xuất sắc của nước nhà. Trải qua một quá trình phấn đấu và kiên trì nỗ lực không ngừng, Huỳnh Như đã đạt rất nhiều thành tích. Nổi bật là góp phần cùng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 29-30-31, vô địch Đông Nam Á 2019. Mới đây, Huỳnh Như cùng với các đồng đội đã lập kỳ tích khi mà đánh bại đội Đài Loan để giành vé đầu tiên tham dự vào vòng chung kết World Cup nữ. Diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới ngày 20 tháng 8 2023, sau hai quốc gia Australia và New Zealand đăng cai. Cá nhân Huỳnh Như đã đạt danh hiệu quả bóng vàng 4 năm vua phá lưới vô địch từ năm 2013, 2016, 17 và 2021, cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2018 cho tới năm 2021. Cô cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất với 59 bàn. Trước Huỳnh Như thì nữ cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung cũng đã từng được đội bóng chủ quản cho mượn để thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Tuy là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội bóng nước ngoài, nhưng mà thời gian Hồng Nhung được cọ sát thì chỉ khoảng 10 ngày. Kể từ thời điểm đó, dường như rất hiếm có cơ hội để cầu thủ nữ Việt Nam đầu quân cho những đội bóng chuyên nghiệp khác. Năm 2020, ban huấn luyện của làng FC ấn tượng với màn trình diễn của Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến và bày tỏ có sự phục vụ của bộ ba này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cô gái của Việt Nam chúng ta đã tuột mất suất và vừa qua, làng FC đã giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất. Về phía đại diện làng FC đã tái khởi động về hành trình đàm phán và Huỳnh Như đã nắm bắt cơ hội. Dù bước sang tuổi 31 nhưng mà việc Huỳnh Như được mời sân thi đấu tại giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha được xem là một cột mốc quan trọng. Không phụ lòng mong mỏi của bao nhiêu người, cô gái vàng của chúng ta đã tỏa sáng, xóa bỏ lo lắng, nghi ngại ở trước đó. Và quan trọng hơn, cô đã mở một con đường tươi đẹp cho bóng đá nữ nước nhà. Và sớm thôi, những cái tên tiếp theo cũng sẽ sang châu Âu thử sức và mang lại về cho người hâm mộ Việt Nam những chiến công tuyệt vời.